Tây Tạng huyền bí, giá chỉ từ 39.999.000 đồng tại Du lịch Việt. Với thiên nhiên hùng vĩ hòa hợp cùng văn hóa tôn giáo lâu đời, Tây Tạng luôn được xem là một trong những vùng đất huyền bí, vùng đất của nắng gió, của vó ngựa và của những đoàn người du mục. Đến Tây Tạng, bạn sẽ được tham quan những điểm đến nổi tiếng như cung điện Potala, công trình kiến trúc tôn giáo linh thiêng và đồ sộ, hồ Giam Róc, một trong bốn hồ nước linh thiêng nhất Tây Tạng. Bên cạnh đó, còn có dòng sông băng vĩnh cửu Karola và phố Pakor, khu chợ của người Tây Tạng. Với vẻ đẹp đặc trưng quanh năm của núi tuyết trắng, các địa danh linh thiêng và văn hóa độc đáo, Tây Tạng luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, cuốn hút du khách ghé thăm. Hành trình: Thành Đô, Hasa, Chikay, Potala, Nobulinka, khởi hành ngày 25 tháng 9, 16 và 30 tháng 10 2019, giá chỉ từ 39.999.000 đồng. Nhanh tay đăng ký ngay với Du lịch Việt qua hotline 1900 1177. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.